cho mọi người xem cái thời tiết của Canada nhá. Cái sự khốc liệt của cái thời tiết ở Canada này. Thì khi mà tuyết xuống, thế sau đó rồi trong ngày nó, trong mùa đông thế có những cái ngày mà trời nó lại dương độ, nó lại lên trên 1 độ ấy, thì là tuyết này nó bắt đầu chảy ra này. Đấy, tuyết này nó chảy ra xong rồi nó đóng đá. Đấy, nó chỗ này nó thành đá này. Đấy, mọi người nhìn không? Đấy, thì nó trơn như, nó là sân băng ấy. Đấy. Thế là đi thế này rất dễ ngã. Đấy, rất dễ ngã. Và tuyết thì là nó sẽ đóng đá lại ở bên trên, mặt bên trên nó cứng này. Nó rất là cứng. Đấy, nó rất là cứng và nó như là đá. Đấy, đá này. Nó giống như đá. Nó không khác gì cái đá mà mình uống nước ở nhà mình ấy. Đấy, nó thành đá như này. Thấy không? Và những cái này nó rất là trơn. Rất là sắc. Đấy, nó đóng đá như này. Đấy. Nó đóng đá như thế, nó đóng đá thành núi như này. Thấy chưa? Đấy, nó đóng đá như này. Đấy. Thì đây là những cái tuyết mà nó rơi xuống thôi, chứ không phải là mình đẩy nó lên thành đống. Chứ còn nếu mà đẩy lên thành đống ở ngoài này, ngoài đường này này, thì nó thành những cái tảng đá như thế này, rất cứng luôn. Rất cứng. Đây này. Ví dụ như là khi mà xe ô tô người ta đi xúc tuyết ấy, người ta đi xúc tuyết xong người ta dựng thành những cái đống như thế này, thì những cái đống như thế này là những cái đống rất cứng này. Rất cứng luôn, thấy chưa? Đấy, thì nó không khác gì cả những cái tảng đá đâu. Thấy không? Không khác gì những cái tảng đá. Thấy không? Nó thành các ngọn núi đá như này. Thành ra là đi xe các thứ mà đâm vào đây là thôi toi luôn. Là lùi xe vào đây là còn vỡ cả xe ra nhá. Đấy, thì cho nên là nó rất là khốc liệt. Và nó rất là trơn như thế này. Cái đường này nó rất là trơn luôn. Đây là những cái đá này nó trơn. Ơi là trơn. Cho nên là ô tô ấy. Ô tô mà ở cái tỉnh Quebec này ấy, cái tỉnh, cái thành phố Montreal hay là tỉnh Quebec này, hay là nhìn chung là ở Canada, thì tôi không biết là mấy cái tỉnh bang kia thì có bắt buộc không, nhưng mà ở đây là bắt buộc cái lốp này này. Cái lốp này phải thay bằng cái lốp mùa đông. Đấy. Cái lốp này mùa đông là cái lốp đặc biệt. Thì từ tháng 12 cho đến tháng 4 là bắt buộc phải thay sang lốp này. Đấy, sang lốp này thì mới đi được ở dưới trời đường tuyết. Thì đường với cả đường đá trơn, thì tôi nghĩ chắc là nó, các cái lớp này của nó mềm hơn chăng. Đấy, để nó bám hơn. Đấy, thì những cái lốp này đi sẽ tốn xăng hơn. Đấy, tốn xăng hơn. Lốp này này, nó mềm hơn. Đi nó sẽ để mà nó bám được vào những cái đường đá như thế này. Gọi là không phải là đá tuyết đá. Rất trơn. Rất trơn luôn. Người ta đi trượt băng nghệ thuật là người ta trượt trên những cái tảng đá như này này. Đấy. Thế thì đây là những cái ngày mà trời nắng ấy, những trời ngày mà trời nắng lên như thế này thì thường lại rất lạnh. À, những ngày mà trời mù ấy thì lại đỡ lạnh hơn. Nhìn thì thế, còn có những lúc ấy thì tuyết nó xuống ấy, thật là trắng muốt luôn. Trắng gọi như là như mây mà ngập như thế này. Đấy, đợt này là mùa năm nay là rất ít tuyết. Thế nhưng mà mọi năm là nhiều lắm. Đấy này. Rất trơn luôn. Đấy, cho nên là công suất đường là khi người ta đi ủi, người ta đi dọn tuyết như thế này cũng không sức nào mà dọn hết được. Cho nên là nó vẫn còn, nên đường chỉ còn lại một nửa thôi. Đấy, xong rồi ở trên đường, trên hè này, người ta đi dọn xong rồi người ta phải trải cái muối để mà cho tuyết nó tan ra. Đấy, để tuyết nó tan ra, cho băng đá nó tan ra, nó không bị trượt ngã. Đấy, cho nên là về mùa đông bên này khốc liệt, rất khốc liệt luôn. Thời tiết nó thay đổi. Như vậy là thời tiết ở bên này nó thay đổi. Xem nào. Từ ví dụ mùa hè và hạ 30 độ, mà mùa đông nó xuống âm 30 độ nữa. Ví dụ có những lúc nó xuống âm 30 độ chẳng hạn, hay là âm 20 độ đi, thì như vậy là nó phải chênh nhau đến 40-50 độ rồi, đúng không? Đấy, cho nên là cái chênh lệch nhiệt độ giữa mùa đông và mùa hè của nó rất là lớn. Đấy, cho nên là các cái bê tông rồi là đường xá của nó là rất là nhanh hỏng, rất là dễ hỏng. Nhà cửa thì đa phần họ phải làm bằng gỗ. Đấy. Rồi là làm những cái mà nó bê tông mới, tiếc là nó rất là bị dễ gọi là nó chênh nhiệt độ lớn quá mà, cho nên là nó rất bị dễ bị nứt vỡ. Đấy. Đây là những cái bê tông như này thì bao giờ nó phải để khe giãn nở. Đấy, khe giãn nở. Đấy, khi mà thay đổi nhiệt độ thế thì nó sẽ dễ giãn nở và nó sẽ đỡ bị hỏng hơn.
nó bỡ bị vỡ hơn. Đấy, bao giờ nó có khe giãn nở như thế. Đấy. Thì vì chênh lệch nhiệt độ nó cao quá cho nên là đường xá của nó cũng nhanh hỏng, đường sửa suốt. Đấy. Này này, cây cối thì mùa đông thì coi như trụi, trơ trụi này. Nhưng mà hay cái là nó đến mùa hè cái thì mùa nói chung là nó thay cái vì cái thời tiết cho nên là nó cây cối của nó cũng thay đổi. Hay lắm. Thế còn có những lần mà gọi là mưa, nó gọi là ice storm ấy. Đấy, gọi là mưa, gọi tạm gọi là bão đá đi. Ice storm, bão đá đi. Thì là nó sẽ cây khi nó mưa xuống ấy, xong bắt đầu nó bám vào cây thì sau đó rồi nó lại đóng đá. Thế bình thường thì nó là tuyết thì nó nhẹ. Thế thì ở đây nó thành nước, thế xong nó bám vào đá, nó ôm vào cái cây nó rất là nặng. Thế xong nó đóng đá lại thì cây nó rất là nặng. Thì là nó sẽ bị đổ rơi cành, thêm vào gió nữa thì là bắt đầu cây cối nó đổ rầm rập. Xong rồi nghe cái tiếng nó cứ cạch nó vỡ. Rồi là ở trên các đường dây điện các thứ này nó cũng bị đóng đá. Đóng đá thì là nó sẽ làm chập điện. Đấy, cho nên là có những cái đợt mà đóng đá là cũng rất là khốc liệt nhá. Đấy, tôi đã chứng kiến rồi. Thì khi mà đóng đá như thế thì mất điện này, mất điện toàn thành phố luôn. Bão như thế cây này nó đổ. Thì bên này tại vì người ta điện vẫn còn đi ở trên không rất nhiều. Đấy, rất nhiều vùng vẫn đi trên không cho nên là nó sẽ bị đổ cây và nó làm mất điện. Mất điện như thế thì là trời ơi, bên này mà mất điện thì khủng khiếp lắm. Tại vì là mùa đông nó lạnh mà. Đấy, mất điện là không có sưởi là toi luôn. Cho nên là phải chạy toán loạn. Đấy, đây này mọi người xem này. Mọi người xem đây cái cây, cái cột điện này nó vẫn bằng cái cây từ cái đời nào rồi ấy. Hàng bao nhiêu năm nó vẫn bằng cây. Đấy, rất nhiều. Nó giống kiểu Mỹ. Đấy. Ok, rồi. Đấy, thỉnh thoảng chia sẻ mọi người một chút để cho vui thôi, cho biết thông tin, biết về cuộc sống ở Canada nhé. Đấy. Đá cứng như đá luôn. Đấy, trên này một lớp đá. Ok, xin chào, bye bye.